Giải mã kỳ tài. Giải mã xin chào quý vị, đặc biệt là chào các bạn thân yêu của tôi. Dạ. Thay mặt cho khán giả cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì chính các bạn đã tìm cho chương trình những người thật tài để chia sẻ với mọi người ha. Rồi, một tràng pháo tay dành cho hai đội hôm nay. Còn bây giờ thì một đội sẽ tiến cử người tài hôm nay để giải mã, đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, kính thưa người giải mã, hôm nay đội Xuân Cao sẽ là đội tiến cử. Đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình anh ngu ngơ. Ta chưa cần mơ, ta chưa yêu thương không vội vã. Mưa ngoan sâu hết những phút thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trời một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Và nhân vật kỳ tài của đội con tìm kiếm có một biệt tài liên quan tới cây piano này. Nhưng mà là em bật mí nữa là người đó phải nhỏ hơn em. Nhỏ hơn em? Rất xuất sắc luôn là khác, có rất nhiều giải thưởng luôn là khác nữa. Ghê vậy ta? Còn nhỏ hả? Nhỏ tuổi. Thôi coi clip đi. Coi clip đi. Chú chào con. Chào chú Quỳnh Linh và các anh chị ở trong đội B336 á. Quá giỏi luôn ha. Theo chú Quỳnh Linh biết luôn á. Con gặp chú đâu chưa? À, trong lúc giải lao á. Giải lao hả? Vậy mà chú tưởng chú nổi tiếng con biết. Ai về con gặp chú trong lúc giải lao. Trời ơi, vậy là chú tào lao rồi. Con tên là Hoàng Kim Gia Bảo, năm nay con 9 tuổi, học lớp 4 và con hiện tại con đang sống ở trong Hà Nội ạ. Con sống ở trong Hà Nội hả? Vâng. Còn chú sống ở trong Sài Gòn. Vâng. Con thấy thành phố Hồ Chí Minh đẹp như Hà Nội không? Dạ, đẹp gần bằng ạ. Gần bằng luôn hả? Bảo nó nghe nè, ở nhà có ai mà làm nghệ thuật giống như em không? Mẹ em thì hát được và đàn một chút. Bố và chị của em thì cũng đàn được, nhưng mà cũng một chút rồi ạ. Một chút thôi. Vâng. Nhưng tại sao con đàn nhiều hơn một chút? Dạ, bởi vì con được học từ lúc gần lên lớp 1 ạ. À, wow. Gần lên lớp 1 đã học rồi. Năm tuổi mấy học rồi? Con đam mê cái đàn này hay là gia đình con cho đi học? Dạ, thực ra thì con đam mê cái đàn này ạ. Đam mê, thực ra là con đam mê. Hồi trước là em ở Sài Gòn thì chị em có chơi đàn. Em nghe em thích thì em vào em xin chị là em chơi đàn một chút, thì em thấy cái tiếng đàn nó hay nên là bố mẹ bắt đầu tạo điều kiện cho em học ạ. Chị em? Chị hả? Chị em như nào? Dạ, chị em đẹp với lại chơi đàn hay. Thần tượng của em là em Y Văn Lê, anh Lưu Hồng Quang, Lê Đức Anh. Còn thần tượng sáng tác nhạc của em là ông Beethoven, ông Mozart, ông Chopin, ông Haydn, ông Handel. Cái tên của con là Quyền Linh rất là ấn tượng nha. Vâng. Hoàng Kim Gia Bảo. Vâng. Tên tại sao là cái tên đặt ấn tượng vậy con có biết không? Chắc là cái đó là làm bằng vàng. Em có học trường nghệ thuật nào không hay là chỉ là có người về dạy cho em? Lúc đầu thì có người đến dạy cho em, nhưng mà bây giờ thì em học trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Con, chú thấy thằng con đàn mà con còn bịt mắt lại nữa.
Bởi cái đàn piano nó nhiều phím lắm ha. Vâng. Mình thuộc từng phím là khó rồi, bấm nhắm mắt lại mà đàn nó thì khó hơn nữa. Tại sao con làm được điều đó, con tập luyện hay như thế nào? Dạ thì tức là mình chỉ cần cảm nhận và mình nhớ vị trí nốt là được ạ. Cảm nhận là sao con? Tức là ví dụ như là nốt đồ ở đây thì mình cảm nhận nốt đồ ở đó. Cái gì? Nốt đồ ở đây, mình cảm nhận nốt đồ ở đó. Vâng. Tức là ý con là nốt đồ ở đâu? Nốt đồ ở đâu thì mình cảm nhận nốt đồ ở đó. Ở đâu đây đó, cùng là đồ nằm đâu? Thôi, nốt đồ nằm ở đâu? Vâng. Là mình biết nốt đồ nằm ở đó. Vâng. Thì con biết chứ như mấy chú chắc đâu biết đâu hả? Dạ. Lại đàn thử mấy nốt đó thử coi. Dễ mà. Biết nó nằm ở đâu không? Dạ biết chứ. Thì nó nằm vòng vòng trên cái đàn thôi ạ. À. Thử coi nha. À. Đồ, nút đồ, chỉ nút đồ trước. Từ từ. Chỉ nút đồ trước đi còn đàn. Để không em. Không, 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 không có đừng có chỉ con. Nè, nút đồ nè. Ui dồi, anh cũng say nốt. Anh say nốt hả? Hết hồn. Ngồi mà bậy rồi, bậy rồi. Bậy, bậy. Thôi, thôi. Ây. Mẹ nốt quá, cái lúc mình phải tự phá nốt, phá nốt. Bây giờ nè, hỏi mình con là xong rồi đó, con ra con hiểu hiểu trình độ âm nhạc rồi đó. Nè, chú Huỳnh Linh là nút này là nút đồ nè, hả? Còn nút này là nút đền. Đồ phi là đồ phá nè. Anh yêu biển và anh yêu em. Một mái chèo rẽ sóng trong đêm, một con tàu mang cao quá. Đó, thí dụ vậy đó. Hồi nãy trong bài bảo nhạc vậy. Vâng, chú có thể làm lại được không? Rồi, chú làm lại nè. Chú làm lại hả? Vâng, cái này này. Này hả? Vâng, nhìn thật ra làm như này. Rồi, mình thử về tài nghệ của hai đội chơi rồi ha. Vâng. Trình độ là coi như không bao giờ khắc phục á. Bây giờ con đang học ở đâu con? Dạ, con đang học ở Hà Nội ạ. Dạ, chủ yếu là con học văn hóa thì tại nhà, còn học âm nhạc thì học tại trường ạ. Ủa sao lạ vậy? Là sao chú không hiểu con? Dạ, tức là bây giờ là con chủ yếu là đang học tiếng Anh và âm nhạc để vài năm nữa là con đi nước ngoài. Văn hóa thì con tự túc tại nhà hết ạ. À, là cô giáo tới dạy hả cho em hả? Không, em tìm hiểu trên mạng rồi em học sách. Ủa, ủa vậy, vậy hả? Rồi viết chữ thì sao? Dạ viết chữ thì em học hết được rồi. À vậy hả? Là sao nay có mẹ với bố đây không? Dạ có. Cho chú Linh hỏi mẹ bố một chút nha. Dạ cũng được ạ. Mình nghe cháu hỏi gì à? Cháu nói văn hóa học ở nhà, âm nhạc học ở trường. Ở đây là Linh không hiểu là sao anh? Âm nhạc học ở trường tức là cháu mới thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội vào tháng 9 năm nay. Từ đầu năm lớp 4 này thì cháu không có đến trường và cháu sẽ tự học ở nhà các cái môn tiếng Việt, các cái môn khoa học, các môn lịch sử, rồi toán, ngoại ngữ bằng tiếng Anh. Cháu không học theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam phổ cập và cháu học theo một cái chương trình bây giờ người ta hay dùng là cái trường gọi là hay nói là homeschool, tức là học tại nhà. Con có một khi nào con được ba cho điểm hay là tự cho điểm hay là mẹ cho điểm không? Dạ, hồi xưa thì là mẹ cho điểm. Bây giờ vừa mới đây là con cho điểm và bây giờ là bố cho điểm. Nếu như mà được 500 điểm thì một được một bữa ăn. Nếu như mà được 1.000 điểm thì một được một lần đi chơi. Và nếu như mà được 1.300 điểm thì em được một thưởng một đồ chơi ạ. Hai cái thành quả này là do con thi ở Hồng Kông. Wow. Cái cuộc thi đó tên là Asia Pacific Festival. Thì con được giải nhất và giải vàng. Cái cúp này thì con nghĩ rất là xứng đáng bởi vì con đã thi hết sức mình và danh hiệu là người Việt Nam đầu tiên và trẻ tuổi nhất để nhận cái cúp này ạ. Quá tự hào. Chắc là tiếng Anh của em giỏi lắm đúng không? Bây giờ chị hỏi em một câu tiếng Anh xem trả lời được không nhá? À, chị đừng có hỏi mấy cái tiếng em không quen. Không, chị nghĩ chị hỏi dễ thôi. Và bây giờ chị hỏi xong rồi chị đố em luôn nha. So apart from like playing the piano, do you have any other talents like singing or dancing or something? I have the talent like dancing, play dodgeball, basketball, and I don't remember.
Ước mơ của con sau này là làm thầy giáo dạy piano nổi trên thế giới và... Trên thế giới luôn thầy. Và con có một cái ước mơ khá là to là xây được một cái nhà thông minh, tức là mình có một cái chìa khóa thì nó chỉ có một cái nút thôi. Khi mà mình bấm cái nút đó ở trong cái chìa khóa đó thì từ cái nhà nó sẽ quay thành trường học. Nhưng mà khi mà mình bấm thêm một lần nữa thì từ cái trường học quay thành lại cái nhà. Trời ơi. Tức là... 2 trong 1 ạ. Cho nó gọn, nó thấy ước mơ dễ, dễ sợ chưa? Xuất sắc. Xuất sắc luôn. Hôm nay con nói cho chú Linh và tất cả mọi người thấy được rằng là tài năng rất tuyệt vời của con ha. Cháu rất là ngoan, tức là nói cái gì cũng già hay thưa là ngoan mà mặt rất là có duyên ha. Hy vọng rằng con sẽ trở thành một nhân tài. Đây cũng là một niềm vui của gia đình mình, niềm vui của tất cả mọi người luôn nha. Rồi chúc con thật học giỏi nè, từ văn hóa cho tới nghệ thuật luôn nè. Chúc con sức khỏe nha. Đây một kỷ niệm gửi tặng cho con. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.